Tối ngày 25 tháng 8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trở về sau khi giành huy chương vàng tại kỳ SEA Games 29. Đội tuyển được chia làm 2 tốp để trở về nước. Nhóm cầu thủ phía Nam gồm 7 cầu thủ cũng đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất với trưởng đoàn Dương Vũ Lâm. Mặc dù chuyến bay bị muộn hơn 1 tiếng so với dự tính, nhưng những người hâm mộ vẫn nhẫn nại để đón mừng các cầu thủ đã trở về nước nhà. Rất đông các cổ động viên, báo chí và gia đình của các cầu thủ. Mặc dù ở rất xa nhưng họ vẫn cố gắng ra sân bay chờ đón. Trước sự hân hoan đón mừng nồng nhiệt của mọi người, ban huấn luyện và các cô gái vàng của chúng ta dù đã rất mệt mỏi nhưng không giấu nổi được sự hạnh phúc. Thay mặt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam xin cảm ơn các độc giả của các đài báo và thông tấn xã của tất cả trong và ngoài nước đã quan tâm đến đội tuyển bóng đá nữ chúng tôi. Phải nói là vừa qua chúng tôi đạt được thành tích tốt nhất tại SEA Games là nhờ sự động viên của mọi người trong cả nước và đặc biệt là cái sự quan tâm của lãnh đạo tổng cục cũng như của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và của người hâm mộ trong cả nước. Có như vậy chúng tôi với động viên chúng tôi và chúng tôi với khích lệ và đạt được cái thành tích cao nhất vừa qua. Ngay sau khi SEA Games 29 kết thúc, các cô gái của chúng ta sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản để tiếp tục chinh chiến tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Dù thời gian khá bận rộn nhưng các tuyển thủ vẫn tỏ ra khá háo hức với những kế hoạch sắp tới. Kế hoạch sắp tới của em là sẽ làm sao mà tập trung dồn sức để đá giải vô địch quốc gia, làm sao cho thật tốt ạ. Vì các danh hiệu trên đội tuyển em đều đã có rồi nhưng mà em còn thiếu một cái danh hiệu vô địch cùng câu lạc bộ Phong Hoa Lam ạ. Nên em sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để làm sao cùng câu lạc bộ Phong Hoa Lam vô địch mùa giải này ạ. Sau khi gặp gỡ giao lưu cùng những người hâm mộ, cả đội đã di chuyển về trụ sở của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Hy vọng rằng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ luôn giữ và phát huy được phong độ, đạt được những mục tiêu sắp tới và đem về những thành tích vẻ vang cho nền bóng đá nước nhà.